Thiệt tên đâu mà anh đã hứa em rồi. Trời ơi, Trang muốn chết luôn thiệt. Quá chán nản luôn. Món trà anh. Chị Gục, làm món trà chị Gục. Dạ. Món trà chị Gục. Dạ. Không quen luôn á thiệt. Không quen một chút nào. Đứa tên này nào giờ cầm bia với rượu, giờ cầm trà uống. Chắc tôi làm thơ luôn á. Đáng lẽ là cái giờ này, cái giờ họp xã đoàn, anh vui vẻ, anh em ta bù khú, ta vui muốn chết. Giờ ngồi đây không ai kiếm trò gì chơi với anh với chị. Kiếm gì làm cho hết buồn đi. Mà chị cô, giờ mình kiếm tiệm tạp hóa nào mình mua bộ bài gì mình quýnh chơi. Ê mày, mày gì thì chị Quỳnh không biết, em chỉ chị Quỳnh quýnh cho mày chứ cho không bài giờ không biết làm gì luôn á thiệt, buồn chết. Alo, à cái gì, rồi 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 biết rồi, chuẩn bị đồ nha. Rồi rồi à, gì vậy? Alo, mày tin rủ làm cái gì? Tao nói cho biết nha, tụi mày làm bậy là tao bẻ cổ mày đó. Còn mày nữa, làm cái gì thì làm, đừng bao giờ ăn cắp của người ta. Tao mà biết được là tao không nhìn mặt mày đâu. Em xin lỗi anh, tại bữa giờ không có tiền, tính kêu mấy tụi nó bẻ khóa nhập nha kiếm một chút sống qua ngày. Thế giờ anh bỏ ngang giang hồ giờ làm gì sống. Anh Hào nè, hay là thời gian rảnh rỗi á, tôi dạy anh đánh đàn violon nha. Trời ơi, nữa hả? Sao cứ violon hoài, sao cứ để tôi tự kỷ hoài vậy trời. Mày cố gắng đi, cái gì phải có từ từ từ. Ôi, cố gắng, đây, đây chị cho mượn nè. Coi nè, coi cố gắng sao. Coi nè. Coi. Coi đi, cái tướng vậy có ai coi không? Được không? Đánh về ai nhìn? Thôi bỏ đi bỏ đi, mẹ không hợp đâu. Nó không có hợp mà. Nè, anh Hào. Nào giờ em nói thiệt. Chủ nào giờ em muốn cầm đàn, em cầm hàng cầm mã tấu thì được chứ. Mày im. Đàn violon mà so sánh với hàng với mã tấu hả? Không. Anh anh Hào nè, cái gì nó cũng phải có quá trình chứ. Bây giờ anh chịu khó chú ý chút xíu là được à. Sao? Tôi chỉ anh những cái cơ bản nhất nha. Mình để lên vậy ha. Quan trọng nhất là mình sẽ cái tay này nè, mình sẽ cầm ha. Nè. Diệp Phương, Diệp Phương. Diệp Phương. Chị Diệp Phương. Không không. Diệp Phương. Chị gì mày sao vậy? Diệp Phương.
Chị Ngôn, chị Ngôn bị sao vậy chị Ngôn? Chị Ngôn, anh trai, anh trai, anh trai, chị hai tôi sao anh trai? Im đi bác sĩ, giờ tôi sao đây bác sĩ? Rất may là gia đình đã đưa cô ấy đi cấp cứu kịp thời. Nhưng mà điều đáng lo ngại là tình hình của cô ấy đang dần xấu đi. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Đợi cô ấy khỏe hơn, nghỉ ngơi lấy lại sức, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật. Anh trai, em hỏi một cái, bệnh của chị hai, chị có tốn tiền nhiều không? Em hỏi đúng rồi đại ca. Lần này mình nói đúng rồi đó. Tao đang tin hỏi nè. Bác sĩ, chi phí ca phẫu thuật cao không bác sĩ? Cô ấy có bảo hiểm không? Vậy thì phải chuẩn bị đi. Bởi vì thứ nhất, ca phẫu thuật này rất phức tạp. Thứ hai, chi phí trước và sau phẫu thuật là một con số không nhỏ. Cảm ơn bác sĩ. Sao đại ca? Một tỷ à? Đó không phải là vấn đề lớn đối với anh. Anh giúp em hả? Chuyện nhỏ thôi mà. Nhưng em hiểu tính anh mà. Anh rất có nguyên tắc. Anh không bao giờ cho không ai bất cứ điều gì. Vậy anh muốn em làm gì? Chỉ cần tối đêm nay em mang số hàng của thằng Thắng Bò đem về cho anh, tất cả mọi việc sẽ được giải quyết. Anh có cái anh muốn, em có cái em cần. Tùng, ủa anh sao vậy? Một mình anh làm sao chống lại tụi nó? Trời ơi trời, anh tính đâm đầu vô chỗ chết hả? Thôi được rồi, anh đợi em đi. Em đi. Mày đâu? Em đi về lấy hàng chơi cho nó chứ sao? Em thề với anh nè, hôm nay nè, trên có trời, dưới có đất, em cầm hàng chơi khô máu tụi nó luôn. Mày ở nhà. Sao em ở nhà được? Sao vậy? Sao lúc nào anh cũng coi thường em vậy? Anh nghĩ là em đi theo làm dướng tay dướng chân của anh đúng không? Anh yên tâm đi, kìa em chơi nó thiệt mà. Trời ơi, còn cười nữa. Anh đang cười vô mặt em đúng không? Anh đang nghĩ vậy đúng không? Anh muốn mày ở nhà thì có việc quan trọng cần nhờ mày làm. Ủa? Anh giao em chuyện quan trọng hơn chuyện quýnh lộn hả? Chuyện rất quan trọng. Anh giao đi, em làm đi. Bây giờ chạy thẳng tới bệnh viện canh chừng chị cho anh. Cái chuyện canh bệnh nhân là chuyện của y tá. Em đâu phải là y tá, anh bắt em canh bệnh nhân. Nếu như anh có chuyện gì, mình nhớ đem tiền về cho chị. Sao anh nói chuyện giống chăn chối vậy? Đừng có giỡn nữa. Nhìn thẳng mặt anh nè. Mà nhìn thẳng mặt anh nè. Nếu như anh có chuyện gì, mày nhớ đem tiền về cho chị. Rồi nhớ một điều, chị phải sống. Mày nghe anh nói không? Chị phải sống. Biết rồi. Rồi. Và nhớ,
khi đem tiền về, việc đầu tiên là mày không được nói với chị số tiền là từ đâu ra. Vì tao biết nếu mà chị nghe được số tiền là từ đâu ra là chị sẽ không bao giờ nhận, mà sẽ nổi giận. Và em cứ nói với chị là anh đã dặn rồi, trích ra một số tiền đưa cho em, sau đó em cầm số tiền này để về quê sinh sống. Không. Nếu như sau này nó có bị trả thù thì tụi nó không tìm ra em. Không. Nghe lời anh. Em muốn đi theo anh à? Mày nghe lời anh. Không biết. Cái chuyện này em không... Cố gắng sống cho tử tế. Đừng để như anh. Bây giờ muốn làm lương thiện, tụi nó cũng không cho làm lương thiện. Mà người ta không cho lương thiện. Anh nghĩ cù bắp như em ai cho em lương thiện? Cười hoài. Mày vẫn còn cà rỡn được, chứng tỏ là không sao. Nhớ lời anh dặn. Anh đi nha. Nhớ đó. Cho em theo anh đi. Ta hỏi lần cuối mày có nghe lời anh hay không? Em nghe nhưng mà em muốn anh đi mình. Nhớ lời anh dặn. À. Mày buông tao ra. Buông ra. Mày riết như đàn bà. Mạnh mẽ lên. Đại ca nhớ về nha đại ca. Chị Phương. Chị Phương. Chị Phương, chị tỉnh chị Phương. Chị Phương, chị thấy trong người sao chị Phương? Anh Tùng đâu? À, anh Tùng ảnh đó. Anh Hào. Tôi hỏi anh là anh Tùng đâu mà. Dạ. Trong cuộc đời này lại còn đã đến bên cha.